Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 23 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban dân vận tỉnh ủy gặp mặt Ban liên lạc đấu tranh chính trị binh địch vận Quảng Nam thời kỳ chống Mỹ giai đoạn 1954-1975. Tập đoàn Thaco tài trợ trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 với tổng giá trị trên 11 tỷ đồng. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự góp sức trẻ cho hoạt động thiện nguyện. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức gặp mặt Ban liên lạc đấu tranh chính trị binh địch vận tỉnh Quảng Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí thành viên Ban liên lạc đấu tranh chính trị binh địch vận tỉnh Quảng Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước 1954-1975 cùng nhau ôn lại những đóng góp to lớn trong công tác đấu tranh chính trị binh địch vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước qua các thời kỳ cách mạng ở Quảng Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của quân khu 5 của tỉnh ủy và cùng với sự nỗ lực chiến đấu anh dũng của cán bộ chiến sĩ ngành binh vận. Đấu tranh chính trị đã làm nên nhiều chiến tích, góp phần chăm lo xây dựng phát triển lực lượng vũ trang, bán vũ trang về mọi mặt, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc mạnh khỏe đến các đồng chí trong Ban liên lạc đấu tranh chính trị binh địch vận tỉnh Quảng Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước 1954-1975, đồng thời nhấn mạnh kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận hôm nay nguyện tiếp tục nghiên cứu, vận dụng các bài học kinh nghiệm từ công trình đấu tranh chính trị binh địch vận để thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xứng đáng với truyền thống mà các đồng chí đã dày công vun đắp. Dịp này, Ban dân vận tỉnh ủy ra mắt và tặng tập sách tổng kết công tác đấu tranh chính trị binh địch vận tỉnh Quảng Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Thiên Phước về công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Từ năm 2016 đến 2021, Thanh tra tỉnh tổ chức 3 cuộc thanh tra. Ủy ban Nhân dân huyện Thiên Phước chỉ đạo tiến hành 34 cuộc thanh tra hành chính có nội dung liên quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý về kinh tế với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách số tiền gần 3 tỷ đồng và trên 200 mét vuông đất xây dựng. Xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm của 63 tập thể, 123 cá nhân có sai phạm. Qua thanh tra, đã phát huy những kết quả đạt được và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như một số cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách chưa hiệu quả, chưa chấp hành nghiêm túc tiết kiệm chi tiêu nội bộ theo quy định, công tác giám sát công trình chưa chặt chẽ, một số công trình thi công kéo dài, không đảm bảo tiến độ cam kết, v.v. Các tin tức thời sự quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và thông qua danh sách đề nghị khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và các thành viên hội đồng tham dự. Tại cuộc họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2021. Đặc biệt, năm 2021, Quảng Nam là cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Hội đồng cũng đã thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu suy tôn khen thưởng các tập thể cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh, gồm cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huân chương độc lập, huân chương lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cơ bản thống nhất các nội dung nêu lên tại cuộc họp, đồng thời yêu cầu Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh có những đổi mới trong đánh giá xét chọn các danh hiệu khen thưởng, tham mưu thành lập hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến kinh nghiệm, tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh chương trình công tác năm 2022.
Chiều nay, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Tô Anh Dũng chủ trì. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự. Tập trung chia sẻ báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022, hội nghị cũng đã thông tin về các hoạt động phi chính phủ nước ngoài liên quan đến an ninh chính trị và các vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý viện trợ, chia sẻ từ thực tiễn công tác này ở một số bộ ngành địa phương. Tại Quảng Nam năm 2021, tỉnh cũng đã tiếp nhận 60 chương trình dự án và phi dự án, giảm 44 chương trình dự án, với tổng giá trị viện trợ giảm gần 23,6% so với năm 2020. Các hoạt động chính của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Quảng Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực hỗ trợ các gia đình nghèo, tài trợ học bổng giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ hệ thống nước sạch trường học, tài trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, chương trình phát triển trẻ em, nâng cao năng lực cộng đồng, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cầu dân sinh vùng sâu vùng xa, hỗ trợ các đối tượng khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được huyện Phú Ninh tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Sau khi đề án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 được triển khai thực hiện, hệ thống công nghệ thông tin trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng, hệ thống mạng Internet kiên cố, thông suốt đã tạo thuận lợi cho cán bộ công chức viên chức các cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân trong giải quyết công việc và giao dịch dân sự. Hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin của huyện được đầu tư tương đối đảm bảo từ huyện đến xã thị trấn. Cơ bản 100% cán bộ công chức viên chức đều sử dụng máy vi tính có kết nối mạng Internet, đáp ứng cơ bản cho việc vận hành chính quyền điện tử của huyện. Nhằm chia sẻ hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch, nhất là đối với các trường hợp chuyển nặng, sáng nay tập đoàn Thaco đã tài trợ cho tỉnh Quảng Nam các trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 với tổng giá trị 11,3 tỷ đồng. Các thiết bị y tế do Thaco tài trợ bao gồm hệ thống oxy lỏng trung tâm và khí nén cung cấp oxy tập trung cho 20 giường ICU điều trị tích cực, 50 giường bệnh nhân thở và phòng mổ, 12 máy chạy thận nhân tạo, hệ thống lọc nước RO dùng cho thận nhân tạo, một bàn mổ đa năng, 2 máy điện tim 6 cần, 20 giường hồi sức tích cực điện đa năng, 20 máy hút dịch di động, 2 đèn thủ thuật. Các thiết bị này sẽ được sử dụng tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 của tỉnh, phục vụ điều trị bệnh nhân thể nặng nguy kịch, góp phần hạn chế nguy cơ chuyển nặng và tử vong. Chúng tôi đã nhận được cái tài trợ gồm rất nhiều cái thiết bị hết sức thiết yếu và cần thiết để mà điều trị cho bệnh nhân COVID nặng. Bắt buộc phải sử dụng máy thở. Không thể thở, máy thở sử dụng máy thở được nếu như không có cái hệ thống oxy nén, thì tập đoàn Thaco Thượng Hải đã tài trợ cái đó rất nhanh và rất sớm. Từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, Thaco đã hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch trên cả nước với kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 47,5 tỷ đồng, trong đó có 10 tỷ đồng hỗ trợ quỹ phòng chống COVID-19, 100.000 bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2, máy tách chiết tự động xét nghiệm COVID-19, 2 hệ thống oxy lỏng trung tâm và khí nén, 14,3 tỷ đồng thiết bị y tế. Thường trực Huyện ủy Tây Giang do đồng chí Blinmia, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu vừa có chuyến công tác vào các tỉnh phía Nam nhằm tiếp cận mời gọi các nhà đầu tư tại huyện Tây Giang, đồng thời tham quan học tập một số mô hình chăn nuôi công nghệ cao về phát triển nông nghiệp. Đây là một trong số hoạt động quan trọng chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 20 năm tái lập huyện trong thời gian đến. Thăm Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, đoàn công tác huyện Tây Giang trò chuyện với Đại tá Tiến sĩ Phạm Gặp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, chia sẻ về những thế mạnh của địa phương cũng như vị trí trọng yếu của huyện biên giới. Tây Giang mong muốn và kêu gọi Tổng công ty Thái Sơn sẽ quan tâm đầu tư xây dựng các khu vực phòng thủ, đảm bảo an ninh quốc phòng của quốc gia. Tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đoàn ghé thăm trang trại nuôi bò vỗ béo quy mô 50 ha của công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Thủy Hà do doanh nhân Lưu Sơn Thủy làm chủ, đến thăm tập đoàn Tiến Thành tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhiên liệu, năng lượng điện tái sinh từ rác thải, điện sinh khối, điện gió được đầu tư tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đoàn công tác huyện Tây Giang mời gọi sự tham gia khảo sát đầu tư điện gió. Đây cũng là nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác mạnh tại vùng cao biên giới.
Nhà đầu tư bày tỏ mong muốn huyện Tây Giang nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung sẽ có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất để những dự án đầu tư sẽ được thực hiện sớm nhất có thể trong tương lai. Chiều nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Quảng Trị phối hợp tổ chức hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp của hai địa phương. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Nam giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Quảng Nam có 268 sản phẩm OCOP, tỉnh Quảng Trị hiện có 53 sản phẩm OCOP. Hội nghị giao thương lần này là dịp để doanh nghiệp hai tỉnh giao lưu, tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là việc tham gia festival các sản phẩm làng nghề được tổ chức tại Quảng Nam vào dịp 30 tháng 4 tới. Chiều nay, Sở Y tế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Trên cơ sở căn cứ quyết định số 455 của tỉnh ủy về quy trình chuyển đổi vị trí công tác trong hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Y tế quyết định điều động bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đỗ Nhân từ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam về làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2022. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Duy Xuyên đã tặng hoa chúc mừng bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đỗ Nhân. Sáng nay, huyện Bắc Trà My đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại khu vực Nà Đồng, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo huyện và lực lượng vũ trang huyện Bắc Trà My đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã dâng trọn tuổi xuân về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Nà Đồng, xã Trà Đông. Lần này không có tên, không có quê quán và được bọc trong võng tăng bộ đội. Các di vật được tìm thấy trong hài cốt gồm cúc áo, võng, tấm ni lông và vải dù còn nguyên. Trong những năm qua, huyện Bắc Trà My đã cất bốc quy tập được 959 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Đồng thời, huyện cũng đã phối hợp tìm kiếm 107 hài cốt liệt sĩ đưa về gia đình cải táng tại quê hương các liệt sĩ. Thưa quý vị, có một ngôi làng thuần Việt được bao bọc bởi con sông Thu Bồn và sông Trùm Ngô có tên làng Cẩm Phú. Ngôi làng vừa được công nhận là làng du lịch cộng đồng, có những nét đẹp tự nhiên của làng quê Việt, được bao bọc bởi con sông Thu Bồn, lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái với các vườn cây trái, cánh đồng đất đai màu mỡ, các điểm di tích lịch sử văn hóa, các món ẩm thực đậm chất làng quê Việt Nam. Sau thời gian đầu tư và đưa vào khai thác thử nghiệm bước đầu thành công, Cẩm Phú đã được công nhận làng du lịch cộng đồng. Dịp khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, Cẩm Phú sẽ chính thức khai trương trở thành một trong những hoạt động lớn của chuỗi các hoạt động trong tổng thể chương trình khai mạc. Làm thế nào cho những vị khách đến tham quan, trải nghiệm hài lòng để rồi là mình sẽ triển khai tiếp, rút kinh nghiệm những cái mình còn thiếu thốn. Nằm cách đô thị cổ Hội An 15 km nếu đi bằng đường bộ, 10 km nếu đi bằng đường sông, cách di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn 20 km về phía đông. Làng Cẩm Phú Gò Nổi nằm trên tuyến đường nối hai di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn. Gần đây đã trở thành địa chỉ du lịch được nhiều người biết đến, đặc biệt là các bạn trẻ, với hình ảnh điểm du lịch xanh, check-in với những cánh đồng hoa ven sông khá ấn tượng. Sau cái lễ khai trương du lịch làng Cẩm Phú á, thì chúng tôi là trên cái có cái điểm của làng Cẩm Phú, chúng tôi sẽ rà soát thấy là tất cả trong đó 5 điểm là cơ trương lần này, 9 cái điểm nằm trong kế hoạch và 19 cái điểm trong cái quy hoạch của làng Cẩm Phú để tiếp tục là đầu tư cùng với đặc biệt là sự vào cuộc của người dân để là xây dựng cái du lịch của làng cộng đồng Cẩm Phú này cái hiệu quả đi lên và cái lợi ích của người dân là chúng tôi đặt lên hàng đầu. Hướng tới khai thác làng du lịch cộng đồng dựa trên những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa bản địa, giữ gìn văn hóa truyền thống, với mỗi địa danh là một câu chuyện kích thích ý muốn khám phá của du khách như Bến Đò, Bến Phẩm, Đài Tưởng niệm Hải Đà, Đình Làng Cẩm Lậu, Chợ Phú Bông, Bầu Lỡ, Bãi Bồi Gò Đình, Miếu Thờ Thần Nông. Cho nên các làng thủ công mỹ nghệ như điêu khắc gỗ Âu Lạc, nghề mây tre, vườn trái cây, vườn hoa, vườn cộng đồng Cẩm Phú, tất cả đều hướng tới tạo cho du khách những trải nghiệm và cảm nhận thú vị về vùng đất và con người ở một ngôi làng ven sông thuần Việt. Làng Cẩm Phú Gò Nổi là mảnh đất có chiều sâu văn hóa với nhiều di tích lịch sử được xếp hạng, được mệnh danh là vùng đất hiếu học. Trong chiến tranh, nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, nhất Củ Chi, nhì Gò Nổi. Vì vậy mà làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú được kỳ vọng góp thêm dấu ấn,
truyền đi thông điệp ấn tượng về hình ảnh mới của du lịch Quảng Nam, cũng là chủ đề của năm du lịch quốc gia 2022, du lịch xanh. Thưa quý vị, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Với sức trẻ và sự nhiệt tâm, nhiệt tình, thời gian qua rất nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn Quảng Nam đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, đóng góp cho đời những việc làm ý nghĩa. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội, những hoạt động thiện nguyện kịp thời của họ đã chia sẻ với khó khăn của người dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện đến với cộng đồng. Qua đó cụ thể hóa những lời dạy của Bác bằng những công việc cụ thể thiết thực. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là những hình ảnh phiên chợ không đồng tại thôn Ngũ Xã, ngay trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, mà chúng tôi đã ghi lại trong giai đoạn dịch COVID-19 năm 2020. Những người đến phiên chợ này không chỉ được nhận thực phẩm, mà còn có khẩu trang, nước sát khuẩn, những thứ thiết yếu trong mùa dịch. Sáng nay là tôi đi chợ Phiên Đầm là tôi rất cái thấy là chợ Phiên Đầm cho bón là đầy đủ, không thiếu một bữa ăn trong gia đình tôi là đầy đủ hết. Tổ chức phiên chợ không đồng, tình nguyện phục vụ các điểm chốt chặn trong mùa dịch Covid chỉ là một trong vài số rất nhiều những hoạt động thiện nguyện mà anh Phan Văn Đức, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức, bí thư chi đoàn thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình đã vận động tổ chức trong nhiều năm qua. Bên cạnh giúp đỡ những trường hợp khó khăn ngặt nghèo trong cuộc sống, hàng năm câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức tổ chức nhiều chương trình hướng về đồng bào miền núi như Tết thiếu nhi vùng cao, khai xuân vùng cao, phiên chợ vùng cao, đêm nhạc nhịp cầu nhân ái. Mỗi chuyến đi đều là một câu chuyện đẹp được Phan Đức viết nên bằng tấm lòng và sự nhiệt thành của mình. Năm 2020, anh Phan Văn Đức đã tổ chức gần 60 hoạt động với số tiền vận động lên hơn 4 tỷ đồng. Anh đã được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020, cũng như năm này, câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức là một trong 10 đoàn từ thiện đạt giải tình nguyện quốc gia. Từ khi mạng xã hội đã phát triển trên Facebook thì với việc kêu gọi trên Facebook thì mạnh thường quân biết đến em rất là nhiều, kể cả trong và ngoài nước, mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình. Với anh Nguyễn Ngà, hơn 10 năm gắn bó với đội cháo từ thiện Quảng Nam là khoảng thời gian với biết bao kỷ niệm của những hoạt động thiện nguyện giản dị, nhưng cũng thật đáng nhớ. Xuất phát từ một đội tình nguyện với hoạt động chính là nấu cháo, phát sữa, hỗ trợ bữa ăn cho người già, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Giờ đây, đội cháo từ thiện Quảng Nam đã mở rộng triển khai rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đó là những chuyến thiện nguyện hỗ trợ đồng bào vùng cao, đó là việc hỗ trợ người già neo đơn và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đó là việc xung kích hỗ trợ các điểm chốt chặn và bà con từ các tỉnh phía Nam về quê trong mùa dịch. Mà anh chị Mạnh Thường Quân là cũng đã tin tưởng, gửi gắm về vật chất cũng như là tinh thần cho anh chị em đội. Thì anh chị em đội đó cũng là cái động lực để mà anh chị em đội bước tiếp lên con đường tình nguyện. Mỗi người gắn bó với các hoạt động thiện nguyện thêm một cách khác nhau, nhưng điểm chung của họ là cống hiến sức trẻ, sự nhiệt tình của mình để góp phần lan tỏa yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng. Qua cái công tác an sinh xã hội, làm công tác thiện nguyện thì các câu lạc bộ đội cháo, các cá nhân, các gương điển hình trong cái công tác an sinh xã hội hướng đến công tác thiện nguyện sẽ là cái ngọn lửa để truyền cảm hứng và giáo dục cho các bạn trẻ cũng như cộng đồng xã hội hướng đến cái hướng thiện hơn. Bằng sức trẻ và sự nhiệt tâm, nhiệt tình, anh Đức, anh Ngà cùng rất nhiều đoàn viên thanh niên gắn bó với công tác thiện nguyện đã và đang truyền cảm hứng cho những người trẻ khác hướng đến giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Để rồi tuổi thanh xuân luôn là giai đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đời. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.